5 năm thực hiện chỉ thị số 47 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy, cấp ủy Đảng chính quyền các địa phương đã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và có sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, kịp thời phát hiện, loại trừ hàng triệu nguy cơ cháy nổ, sự cố tai nạn. Trong những năm gần đây, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp các lực lượng tổ chức cứu chữa và dập tắt hàng chục nghìn vụ cháy hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng nghìn người, bảo vệ khối lượng tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 99 của Quốc hội, quyết định số 630-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Bộ Công an đã tham mưu giả soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đối với tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động 102 cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, 26 mô hình dân vận khéo. Nhiều vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố được tổ chức cứu nạn cứu hộ kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước các ban ngành đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật phòng cháy chữa cháy và văn bản quy phạm pháp luật khác về phòng cháy chữa cháy tới toàn thể nhân dân và cán bộ công nhân viên chức tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ ở địa phương